Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab, mình là Tuấn Ngọc. Các bạn có thể nhìn thấy trên bàn mình đó chính là chiếc Realme 2 Pro, một sản phẩm đã ra mắt được khoảng 1 tháng rồi. Và mình cũng đã có những cái bài so sánh cũng như là bài đánh giá chi tiết về hiệu năng của nó. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng quay lại với một cái chủ đề rất là quen thuộc, đó chính là đánh giá nó sau 1 tháng sử dụng. Chúng ta sẽ có những điểm gì đáng lưu ý, đáng mua và không nên mua của sản phẩm này. Cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Mình xin được gửi lời cảm ơn đến Hoàng Hà Mobile đã cho mình mượn cái chiếc Realme 2 Pro như thế này. Và các bạn nên nhớ rằng tương đương với chiếc Realme 2 Pro, chúng ta cũng sẽ có một vài sản phẩm trong tầm giá, ví dụ như là chiếc Samsung Galaxy A7 hay là chiếc Oppo F9 cùng nhà với sản phẩm điện thoại như thế này. Anh em đừng quên truy cập vào đường link bán hàng mình để ngay ở phần mô tả nhé. Và chúng ta sẽ cùng đi đến những cái phần mình yêu thích và không yêu thích của sản phẩm này. Thì thôi, mình là con người nó hơi positive một chút nên là chúng ta sẽ cùng đi đến những điểm mình thích đi. Thì cái điểm đầu tiên đó chính là về con chip Snapdragon 660. Mặc dù đây là con chip 660 đã được giảm xung từ 2.2GHz chỉ còn 2.0GHz, nhưng nó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu năng của sản phẩm này. Khi mà mình chơi game thì mình đã từng làm một video đánh giá rất chi tiết về khả năng chơi những game nặng của nó, từ Aspam cho đến Liên Quân cho đến PUBG Mobile. Thì các bạn đều có thể thấy rằng trong video đó mình có nhắc đến đó là cái tốc độ khung hình của nó rất ổn định, rất ít khi bị giật và mình cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi mà sử dụng điện thoại như thế này. Nếu như các bạn so sánh một vài tựa game nặng các bạn chơi trên đây thì các bạn sẽ còn thấy rằng nó không quá nóng giống như là một vài chiếc máy ví dụ như là Mi 8 Lite, bởi vì đây là con chip giảm xung mà, mặc dù không được cái xung nhiệt cao đấy như thế nhưng mà nó vẫn giữ được cho bạn một nhiệt độ tốt, một cái màn thể hiện đồ họa rất là tốt. Cái điểm thứ hai đó chính là về phần mềm. Thực ra mà nói thì mình không hề thích ColorOS một chút nào bởi vì mình không thích hàng tàu. Nhưng mà ColorOS được tùy biến lại với Android ở trên đây, nó mang lại cho mình một cảm giác trải nghiệm rất là tốt. Rồi là màu sắc nó không bị quá loè loẹt mặc dù nó tên là Color. Và một điểm nữa đó chính là những cái cử chỉ vuốt mình cảm thấy cực kỳ mượt. Mình rất hiếm khi cảm thấy có gì đó giật lag khi mà sử dụng phần mềm nhẹ nhàng ở trên đây. Mở vào Facebook gần như là ngay lập tức. Hay là khi mà các bạn sử dụng đa nhiệm thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà chúng ta lướt qua lướt lại giữa các cửa sổ thì hoàn toàn không có hiện tượng giật lag giống như một vài chiếc điện thoại đắt tiền. Điểm thứ ba mà mình yêu thích ở sản phẩm này đó chính là về màn hình. Nếu như các bạn đang cần một sản phẩm xem phim, xem YouTube thật là tốt thì các bạn cứ yên tâm, bởi vì mình tin rằng nó sẽ có thể đánh lại những sản phẩm Xiaomi khác cho cùng tầm giá. Đầu tiên là nó có cái thiết kế hình giọt nước, nó khác biệt so với cái tai thỏ của Xiaomi như là chiếc Mi 8 Lite. Trong cái quá trình mình sử dụng thì mình cảm thấy rằng nó không che chắn quá nhiều tầm nhìn của mình và nó vẫn giúp cho mình có được một tầm nhìn rất là tốt khi mà mình xem YouTube cũng như là xem phim. Và mình thực sự thích xem video ở trên những chiếc điện thoại này thay vì những chiếc điện thoại Xiaomi khác có tai thỏ trong tầm giá. Và cái điểm mình yêu thích ở đây đó chính là màn hình nó rất là trong, nó không hiện tượng đục cũng như là hơi nhợt nhạt một chút giống với những chiếc loại Xiaomi. Điểm cuối cùng mình rất yêu thích của sản phẩm này mà mình tin rằng các bạn cũng sẽ quan tâm đó chính là thời lượng pin của nó. Nó sẽ được trang bị viên pin là 3500 mAh, một dung lượng pin không quá lớn. Tuy vậy thì mình có sử dụng chiếc điện thoại này ngày qua ngày và mình thấy rằng cái thời lượng pin của nó thực sự làm cho mình rất hài lòng. Mình có sử dụng hai sim ở trên này, một sim Viettel bình thường để nghe gọi, một sim Vina 4G bật trong cái quá trình mình sử dụng hàng ngày rất là nhiều. Và mình thường thức dậy với cái đồng hồ chỉ 9:20 sáng đến tận 14:15 ngày hôm sau thì chúng ta vẫn còn ở đây là 11% pin. Có nghĩa khi mà các bạn gộp tất cả những tác vụ, có cả chơi game, có cả sử dụng 4G, sử dụng hai sim, rồi là những cái tác vụ giải trí xem YouTube thì các bạn có thể sử dụng nó đến hơn 30 tiếng, có nghĩa là 1.5 ngày mà không cần phải sạc. Đó là điểm mình rất yêu thích của cái chiếc điện thoại này, một cái dung lượng pin rất là ổn. Vậy còn đâu là những cái điểm mà mình thấy lăn tăn trong cái quá trình 1 tháng mình sử dụng sản phẩm điện thoại này? Đầu tiên chắc chắn đó là về cái khả năng cầm nắm. Các bạn đều thấy rằng chiếc Realme 2 Pro của chúng ta hoàn toàn được hoàn thiện bằng nhựa và cái quá trình cầm nắm của nó với mình mặc dù là khá là ma sát ôm tay, nhưng mà mình không thích cái thiết kế màn hình lồi này nên lắm, bởi vì các bạn sẽ thấy rằng đôi khi mình cảm thấy hơi cấn tay và cái quá trình sử dụng của mình cái chiếc điện thoại này hơi cục mịch khiến cho mình cảm thấy hơi mỏi. Nó đôi khi khiến cho mình có bị va đập vào những cái phần xung quanh, nó khiến cho cái độ bền, độ thẩm mỹ của sản phẩm này bị ảnh hưởng vì thế là khá nhiều, nhưng mà rất là may mình cũng chưa có làm vỡ hay sứt ở đâu cả. Thêm một điểm nữa mà mình thấy rằng chiếc điện thoại này nó không thuyết phục được mình lắm đó chính là về camera. Thực sự mà nói thì trong tầm giá này các bạn hoàn toàn có thể so sánh với vài chiếc điện thoại khác như là Xiaomi Mi 8 Lite, Honor 8X, Nova 3i có một camera rất là tốt. Mình không chê camera chính trên chiếc Realme 2 Pro trong quá trình mình sử dụng để chụp phong cảnh, chụp chân dung các bạn có thể thấy rằng nó vẫn rất là ngon. Nhưng có một điểm mình cực kỳ không thích đó chính là cái camera trước. Nó khiến cho cái da mình bị vàng oạch lên một cách rất là xấu xí và khiến cho cái mặt mình như kiểu người đang bị bệnh ấy, nói phùi phui cái mồm. Và nó tóm lại thì camera này có tốt đến đâu thì nó vẫn không thể đánh bại được những sản phẩm trong cùng tầm giá. Và theo như mình thấy, 4 điểm tốt,
hai điểm xấu, nó vẫn xứng đáng là một sản phẩm mà theo mình thấy sau một tháng chúng ta vẫn nên mua sản phẩm này. Đó là những suy nghĩ của mình sau một tháng sử dụng chiếc Realme 2 Pro. Thì bạn có suy nghĩ giống mình hay không? Đừng quên để lại ý kiến comment ở bên dưới. Mình mong rằng video này sẽ giúp cho các bạn có thể quyết định nó là xem chúng ta có nên mua những sản phẩm như thế này hay không. Nếu các bạn đã quan tâm đến những sản phẩm như là Realme 2 Pro, có thể truy cập vào đường link bán hàng của Hoàng Hà Mobile. Hiện tại ở đây không chỉ có Realme 2 Pro mà còn rất nhiều những sản phẩm tương đương tầm giá khác. Các bạn đừng quên truy cập vào đường link bán hàng mình để ở phần mô tả nhé. Các bạn thấy thích video hãy bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Relab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab, mình là Tuấn Ngọc. Các bạn có thể thấy nhìn ở trên bàn lại lần nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại.